nhá. Bây giờ là hôm nay tôi sẽ thử thách một cái clip là quay một cái máy nổ nhá. Và tắm trong nước máy. À quên, tắm trong nước bơm lên nhá các bạn. Và bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem luôn. Review cho các bạn xem. Bây giờ tôi sẽ vào cái máy luôn Đây. các bạn. Đây là cái đầu máy. Một hàng hàng máy Samsung đây. Samsung nha. Và mới luôn đấy. Đây. Đây. Đây là dây dây cu loa. Dây cu loa đấy các bạn. Còn đây, tôi sẽ khui cái này ra và tôi sẽ tắm ở đây nhé các bạn. Bây giờ các bạn hãy theo dõi ngay bây giờ và tôi sẽ làm ngay, nổ máy, tiến hành. Chúng ta bắt đầu vào video nhé. Đây. Bây giờ tôi sẽ tháo cái này ra. Bây giờ tôi sẽ quay luôn nha các bạn. Tôi sẽ quay luôn đấy. À, chưa ga nha các bạn nhé.
vãi chưởng các bạn, mệt lắm. Hello, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và mình đã quay được cái mà mình tắm trong cái đầu máy. Mình còn tiếp tục làm những video tại cái đầu máy này nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình, và mong các bạn hãy nhớ like và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.